gì hả? Ủa rồi giờ sao? Rồi giờ sao? Hả? Dạ. Ủa sao ngộ vậy? Hả? Nói vậy là tự nhiên mấy người mời tôi về đây làm cái gì? Hả? Thầy... Tự nhiên đã mời thầy Sáu rồi còn mời thầy Bảy về chi? Dạ. Sáu với Bảy là không có đội trời chung. Thầy, dạ, thầy, không thầy, có thầy, coi thầy. Cái nào coi một cái cho nó đúng. Dạ. Tự nhiên là bây giờ vậy là sao? Dạ. Hả? Không. Thôi thầy đừng có nóng, để con lấy trái cây cho thầy ăn nha. Thầy đi đợi ăn thầy... cái cây rồi bớt nóng nói chuyện với. Thầy ơi thầy bớt nóng là tại vì đây thì con mời thầy tới coi, nhưng mà ở dưới sau bên xui gia lại đi coi thầy đâu có biết được. Ủa rồi giờ sao? Dạ, con nữ phải có chính kiến của mình chứ. Còn nếu như không có chính kiến thì thôi. Trời đất ơi, mời tôi đến đây mà nó đừng có chọt ra chọt vô nói gì. Còn gì uy tín của tôi nữa, tôi cũng phải có cái uy tín của tôi cũng phải có kêu bằng cái danh dự của tôi chứ. Trời đất ơi, thôi vậy thôi, khỏi coi, tự coi luôn đi. Thầy ơi, thầy đừng giận, thầy bảy. Giận được. Đừng giận. Bây giờ tám hỏi con nè, bây giờ cha con nó cưới vợ đúng không? Ừ. Thì bây giờ cha làm trước phải không? Thì mời khách khứa người ta tới, thì khách khứa người ta tới thì người ta sẽ đi cho cái người cha hăng. Ừ. Rồi xong cái tới đám cưới của tụi con đó, cái mời người ta, cái người ta không có đi. Tại vì sao? Tự dưng cái một nhà mà làm hai cái đám cưới, bắt ta đi hai cái bộ thơ đâu có ai chịu đâu. Thành ra đó, trời ơi, con mời một cái mà dư bàn là hốt hết đó nghe. Nói thiệt với con luôn đó. Vậy ví dụ như mà con mời Tám đi là coi như tới cái đám cưới của con là Tám đi ít tiền luôn ha? Hay là Tám không đi luôn? Đó có phải coi lợi coi. Nè, mà nghe nội nói nè, đúng rồi Hà, con là má chồng tương lai, con phải làm đây coi nè, làm gương cho con dâu đó nghe chưa? Đó, má chồng nghe chưa? Nè, nhưng mà con dâu cũng phải hiếu đạo kính trọng với má chồng nghe chưa? Con dâu nghe chưa? Bây giờ bà nội quyết định như vậy, hai cặp đám cưới một lượt. Hả? Chuyện mẹ chồng nàng dâu có